Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Ngày 24 tháng 6 vừa qua, nước Nga đã tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn với sự tham gia của hơn 14.000 quân nhân cùng gần 300 phương tiện cơ giới, máy bay quân sự để kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Đây được đánh giá là một trong những lễ duyệt binh hoành tráng nhất của Nga, bất chấp việc nước này đang là vùng dịch COVID-19 lớn thứ 3 trên thế giới. Việc Nga quyết tâm tổ chức lễ duyệt binh thay vì hủy như kế hoạch ban đầu, phát đi những thông điệp quan trọng. Những thông điệp, ý nghĩa và giá trị của ngày chiến thắng phát xít là gì? Chúng ta sẽ cùng các chuyên gia phân tích trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, chuyên gia nghiên cứu về Nga và Đông Âu. Và giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước hết thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc duyệt binh của nước Nga vừa diễn ra vào hôm 24 tháng 6 vừa qua. Sau hơn một tháng phải trì hoãn do đại dịch COVID-19, đúng 10 giờ sáng ngày 24 tháng 6 giờ Moscow, tức 14 giờ chiều giờ Hà Nội, Nga đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ năm nay có sự tham gia của 14.000 người, trong khi các cuộc duyệt binh trên toàn nước Nga có sự tham gia của 64.000 người. Trong phần diễu bộ của cuộc duyệt binh có 11 đội ngũ mặc trang phục và cầm vũ khí thời Thế chiến II, cũng như nhóm rước cờ các mặt trận, cờ quân hiệu và một đội ngũ trong trang phục những người lính đã tham gia cuộc duyệt binh năm 1945. Đội hình cơ giới gồm 234 đơn vị thiết bị quân sự lịch sử, hiện đại và tương lai, gồm 49 chủng loại thiết bị khác nhau. Trong số này có 24 chủng loại thiết bị lần đầu tiên tham gia duyệt binh. Các thiết bị từ thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại gồm 31 xe tăng T-34-85, cũng như 7 pháo tự hành chống tăng Su-100. Trong số các thiết bị quân sự lần đầu tiên tham gia duyệt binh, phải kể đến xe thiết giáp bộ binh BMP-2, xe tăng T-80-BVM, xe thiết giáp bộ binh Kuganets-25 sử dụng mô đun chiến đấu 57 ly, xe thiết giáp bộ binh hạng nặng T-15 Amata với mô đun chiến đấu Kinzhan, ô tô bọc thép Typhoon K và Typhoon VDV, hệ thống pháo phản lực đa nòng Tornado S, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS 1A, các hệ thống tên lửa phòng không Buk M3, Panzer SM, S-350. Tổng cộng có 87 đơn vị thiết bị quân sự chưa từng tham gia các cuộc duyệt binh trước đây. Cuộc duyệt binh kết thúc bằng phần diễu hành trên không của 75 máy bay, trong đó có 20 chiếc trực thăng. Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định vai trò của quân đội Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít, cũng như những đau thương mất mát mà nhân dân Liên Xô đã phải gánh chịu trong cuộc chiến này. Nghĩa vụ của chúng ta là phải nhớ rằng, người dân Liên Xô giữ vai trò chính trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít. Năm 1941, hơn 80% lực lượng vũ trang của Đức Quốc xã và các chư hầu đã được sử dụng để chống lại Liên Xô. Nhưng tất cả đã bất lực trước sự gắn kết của quân và dân Liên Xô. Chính người dân của chúng ta đã chiến thắng phát xít và đánh bại hơn 600 sư đoàn của kẻ thù, phá hủy 75% máy bay, xe tăng, pháo binh của họ. Và cuối cùng, chúng ta đã chiến thắng bằng sự dũng cảm và công lý. Cuộc duyệt binh năm nay có lãnh đạo của các nước Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan và Serbia đến dự khán. Ngoài ra còn có sự hiện diện của thành viên đến từ các tổ chức gồm Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể Stanislav Zas. Do đại dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo Pháp, Trung Quốc, Cộng hòa Séc và Croatia không thể tham dự lễ duyệt binh năm nay như kế hoạch đề ra từ trước. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, Nga sẽ không bao giờ quên sự đóng góp của các đồng minh trên con đường chiến thắng và tôn vinh những chiến binh dũng cảm của tất cả liên minh chống Hitler, những người không ngừng chiến đấu trên khắp châu Âu. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cho rằng,
Cuộc diễu hành là một tín hiệu chào mừng bạn bè của Nga và hợp tác quốc tế là cần thiết khi đối mặt với những thách thức ngày nay. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bạn bè, những vị khách đến từ các quốc gia khác nhau, những người đã đến Moscow để tỏ lòng tôn kính với tất cả những người bảo vệ hòa bình trên hành tinh này. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc củng cố tình bạn và niềm tin giữa mọi người và sẵn sàng tham gia vào cuộc đối thoại và hợp tác về các vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự quốc tế. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, dù dịch COVID-19 thì vẫn đang diễn biến rất là phức tạp, nhưng mà Nga thì vẫn quyết định là tổ chức lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng. Vậy thì Nga muốn phát đi thông điệp gì với thế giới thông qua lễ duyệt binh này ạ? Theo tôi thì nó có 4 cái thông điệp chính. Cái thông điệp thứ nhất mà dễ thấy nhất, Putin muốn đưa ra một cái thông điệp rằng nước Nga đang kiểm soát COVID-19 một cách hiệu quả. Cái thông điệp thứ hai nữa là chúng ta thấy xuất hiện trên quảng trường rất nhiều vũ khí khí tài mới, rất hiện đại lần đầu tiên xuất hiện. Điều đó thể hiện ra một hình ảnh nước Nga hùng cường thông qua sự xuất hiện những khí tài hiện đại và mới như vậy. Trong lễ duyệt binh sẽ tạo ra cái hiệu ứng tương tự là gì? Giúp củng cố lòng tin nước Nga, nhân dân Nga, cải thiện hình ảnh của Putin trong con mắt cử tri Nga, cũng như tỷ lệ người tham gia trưng cầu cái bản hiến pháp sắp tới ngày 1 tháng 7. Cái thông điệp thứ ba ấy là một cái thông điệp chúng ta dễ thấy là năm nay Nga cũng mời rất nhiều quốc gia lần đầu tiên tham dự duyệt binh. Các quốc gia trong SNG có, các quốc gia vùng 54 có, các quốc gia từ châu Á như là Ấn Độ, Trung Quốc. Và Trung Quốc đã cử một cái đội rất là hùng mạnh, đúng không ạ? Này có chứng kiến của nhiều nguyên thủ quốc gia nữa. Họ không đeo khẩu trang. Những cái vị nguyên thủ quốc gia như nó tầm quan trọng đối với đất nước của họ như nào mà không đeo khẩu trang và họ đến được cả, hầu hết. Đúng không? Và họ ủng hộ nước Nga. Thì đây là một thông điệp gửi cho ai đó rằng hãy suy nghĩ lại nếu có một ý đồ gì không tốt đối với nước Nga. Cái thông điệp thứ tư ấy mà tôi cho đấy là thông điệp quan trọng nhất là chống xuyên tạc lịch sử. Và cuộc chiến tranh thông tin là công cụ xâm lược của thế kỷ 21. Đây tôi cho là thông điệp quan trọng nhất mà Putin muốn gửi gắm. Như vậy là rất là nhiều cái thông điệp của Nga nói chung và của Tổng thống Putin nói riêng khi mà tổ chức cái lễ duyệt binh rất là hoành tráng như vậy. Vâng. Vậy thì theo giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, ông cảm nhận như thế nào về cái cuộc duyệt binh quy mô lớn như thế này ạ? Vâng, đúng là chúng ta thì không trực tiếp có mặt tại quảng trường đỏ để tham dự cái cuộc diễu duyệt binh vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, nhưng mà qua cái phương tiện truyền thông thì chúng ta có cảm nhận, tôi cũng cảm nhận như này, đấy là cái quy mô rất là lớn, đấy là một cái cuộc duyệt binh có thể nói thể hiện được cái sức mạnh của quân đội Nga, là một quân đội hiện đại, một quân đội bây giờ có thể nói có cái trình độ phát triển rất là cao, và đó là cái tiếp nối cái truyền thống của Hồng quân Liên Xô từ những năm 40-45 của cái thế kỷ trước. Thứ hai thì chúng ta cũng có thể cảm thấy được một cái, có thể nói là một cái niềm tự hào của người Nga nói riêng, nhưng mà của cộng đồng những cái người mà vì hòa bình hay là nói là yêu chuộng hòa bình, chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít, nó cũng được khơi dậy. Nhìn trên lễ đài chúng ta thấy những cái gọi là cựu quân nhân Xô Viết là 80-90 tuổi, đầu tóc bạc phơ. Thế thì ở dưới thì chúng ta nhìn thấy những phụ nữ còn rất trẻ, những em thơ. Để thấy có một cái sự kết nối ở đây giữa những cái người mà đã từng tham gia chiến đấu và cái thế hệ tương lai. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái niềm tự hào của nước Nga, hay là niềm tự hào của những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Và cuối cùng thì còn một cái ý nữa mà giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn đã nói rồi, tôi rất chia sẻ, đấy là cái ý chí của người Nga. Đấy, là dù khó khăn thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẵn sàng vượt qua, và càng khó khăn thì có một cái gọi là cái tính cách Nga, trong tiếng Nga nó có một câu gọi là Ruski character, thì càng khó khăn thì họ lại càng thể hiện được cái tinh thần, cái ý chí, cái nghị lực đấy, nhất là trong cái đại dịch Covid vừa rồi đấy. Thì tôi nghĩ rằng cái cảm giác đó người xem mặc dù là không trực tiếp tham gia nhưng cũng có thể cảm nhận được. Vâng, 75 năm thì đã trôi qua, những bài học lớn nhất
sau chiến tranh thế giới thứ hai để lại cho thế giới ngày hôm nay là gì ạ? Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh ạ. Tôi nghĩ rằng là có rất nhiều bài học. Bài học đầu tiên ấy là cái bài học mà nhân loại phải đặc biệt cảnh giác trước những cái thế lực gọi có thể nói rằng là muốn gây chiến, những thế lực hiếu chiến, những thế lực cực đoan, rồi trước cái gọi là chủ nghĩa cường quyền hay là chủ nghĩa bá quyền. Người ta không được phép quên. Bởi vì thực ra chiến tranh thế giới thứ hai là nó xảy ra chính là vì đấy, những cái lực lượng cường quyền như thế, những cái lực bá quyền như thế muốn áp đặt đấy, cái ách thống trị của mình đối với nhân dân các nước khác. Thứ hai là phải tăng cường, củng cố cái môi trường hòa bình. Đúng không? Bây giờ tất cả chúng ta đều thấy rồi. Những cuộc chiến tranh như thế đấy là những cái sự gọi có thể nói rằng lựa chọn cuối cùng thôi. Hoặc cái đó là cái điều bên ngoài cái mong muốn của bất cứ một cái người dân nào trên thế giới. Muốn tăng cường cái nền hòa bình thì chúng ta phải hợp tác với nhau, phải hiểu, tăng cường cái sự hiểu biết, phải tránh đi cái gì, tránh đi cái sự thù địch, tránh đi cái sự gọi là không hiểu biết hay là hiểu lệch sai đấy. Bởi vì cũng có những cái chuyện nói là, ví dụ năm 1941 khi mà chiến tranh giữa phát xít Đức với Nhật Bản xảy ra là bởi vì có một cái suy nghĩ mà có tính chất định kiến về chủ nghĩa cộng sản chẳng hạn, đúng không? Đấy, là không đợi trời chung, đấy là một cái mối thù đấy, giữa hai cái hệ ý thức hệ như vậy. Thì chúng ta cần phải tăng cường hiểu biết, tăng cường giao lưu đấy, cái bài học cũng rất quan trọng để hạn chế bớt những sự hiểu lầm, những sự hiểu sai. Cái điều cuối cùng đấy chính là phải nêu cao cái ý chí nghị lực đấy, tự lực tự cường của các dân tộc đấy, bảo vệ cái nền độc lập của mình, nhưng mà cũng phải là tôn trọng cái lợi ích của các quốc gia khác. Chiến tranh đấy, có thể nói là đem lại một cái những cái điều bất hạnh lớn nhất cho tất cả thế giới. Thì đấy là những điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải lồng vào trong các cái bài học lịch sử, phải lồng vào trong những câu chuyện hàng ngày. Mỗi người phải có ý thức về cái việc gọi là gìn giữ nền hòa bình của thế giới. Vâng ạ, như hai vị khách mời có vừa chia sẻ thì cuộc duyệt binh lần này thì được đánh giá là một cái biện pháp rất là hiệu quả để khơi dậy cái niềm tự hào đối với người dân Nga, đúng không ạ? Trong bối cảnh và kinh tế khó khăn do bị cấm vận này, rồi là do tình hình dịch bệnh Covid-19, đồng thời thì cuộc diễu binh này thì đang diễn ra trước cái thời điểm mà trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp. Vậy thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn nghĩ sao về cái hiệu ứng của cái sự kiện này đối với nước Nga nói chung và đối với Tổng thống Putin nói riêng ạ? Theo dõi nhiều năm qua thì thấy là gì, là trong con người của Putin và chính phủ của ông ấy, thì cái việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nhân nó lên trở thành một bộ phận rất quan trọng chính sách của chính phủ Nga và của riêng Tổng thống Putin. Trong bối cảnh Nga sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về biện pháp, về hiến pháp sửa đổi sẽ diễn ra vào ngày 7 sắp tới, không phải ngẫu nhiên người Nga người ta tự hào về đất nước của họ và tổng thống của họ đâu. Thực sự mà nói rằng là tổng thống của họ và nước Nga của họ đã làm được những kỳ tích và có những lĩnh vực đã vượt cả thời kỳ Xô Viết. Tôi nói ví dụ lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp xuất khẩu bây giờ là giá trị xuất khẩu nó còn cao hơn cả xuất khẩu vũ khí. Hiến pháp lần này sửa đổi thì có những điều khoản rất quan trọng. Trong đó có một điều khoản rất quan trọng là hạn chế bớt quyền của Tổng thống. Thế nếu mà Putin tham quyền quốc vị thì chắc là ông không làm điều đó ạ. Đúng không ạ? Thế nhưng mà hiến pháp lại mở ra một con đường nữa là Putin có thể tranh cử các nhiệm kỳ sắp tới là vào năm 2024. Đúng không ạ? Và ông nói rất công khai, tôi không loại trừ khả năng tôi tranh cử nếu điều đó được hiến pháp cho phép. Vâng, chúng ta hãy chờ chuyện gì sẽ xảy ra vào năm 24. Vâng ạ, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn. Trước khi diễn ra cuộc duyệt binh này thì vào ngày 19 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đăng bài viết trên trang mạng của Điện Kremlin với tiêu đề là 75 năm chiến thắng vĩ đại, trách nhiệm chung trước lịch sử và tương lai, để gửi tới thế giới thông điệp về những bài học lịch sử từ cuộc chiến tranh này đối với thế giới hôm nay, nhằm ngăn chặn nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới có tính hủy diệt toàn nhân loại. Trước khi cùng với các vị khách mời phân tích cụ thể những thông điệp này thì chúng ta sẽ cùng đến với tổng hợp sau đây. Ngày 19 tháng 6 năm 2020, ngay trước thềm cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm kết thúc Thế chiến thứ hai trên Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đăng bài viết trên trang mạng của Điện Kremlin với tiêu đề 75 năm chiến thắng vĩ đại, trách nhiệm chung trước lịch sử và tương lai.
theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh nước Nga kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, một số thế lực ở phương Tây tiến hành chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc vai trò của Liên Xô trong cuộc đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản. Thậm chí ở một số nơi, không chỉ đập phá các tượng đài kỷ niệm chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống lại phát xít Đức, mà còn tôn vinh các phần tử đã từng chiến đấu trong hàng ngũ phát xít là anh hùng dân tộc. Tổng thống Putin cũng cho rằng mục đích của các thế lực đứng sau chiến dịch xuyên tạc lịch sử này là tập hợp lực lượng để chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh thế giới mới. Bởi vậy, Tổng thống Nga khẳng định nước Nga vừa phải tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ sự thật lịch sử về chiến tranh thế giới thứ hai, coi đó là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu vì tương lai của đất nước và hòa bình trên toàn thế giới, vừa phải chuẩn bị tiềm lực quân sự để sẵn sàng làm thất bại mọi toan tính của một số thế lực đang mưu toan xâm lược Nga. Trong bối cảnh đó, ngày 2 tháng 6 năm 2020, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công bố chính sách răn đe hạt nhân mới của Liên bang Nga nhằm gửi thông điệp cứng rắn chưa từng có tới các đối thủ tiềm tàng rằng họ chắc chắn sẽ bị đáp trả đích đáng bằng vũ khí hạt nhân trong trường hợp phát động chiến tranh xâm lược Nga và hoặc các đồng minh của Nga. Như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn có vừa chia sẻ ở phần đầu chương trình thì trong bài viết của Tổng thống Putin thì có rất nhiều lần khi mà nhắc đến cái việc là xuyên tạc sự thật lịch sử và vai trò của Hồng quân Liên Xô. Vậy thì giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh có thể cho biết quan điểm về vấn đề này ạ? Vâng, tôi cũng vẫn nhớ là từ cái thời mà tôi học đại học ở Liên Xô ấy, thì trong cái bài giảng về cái lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai thì người ta cũng đã nhắc tới ngay từ thời đó, tức là những năm 80 của thế kỷ trước, đã có những cái sự xuyên tạc lịch sử. Ví dụ như lúc đó thì người ta nói là thế này, là Hồng quân Liên Xô đi đến đâu thì ở đó sẽ hình thành các cái nước gọi là xã hội chủ nghĩa. Đấy, họ cứ đưa ra một cái luận điểm như vậy. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Hồng quân Liên Xô cũng đã đến một số quốc gia khác, nhưng có phải là những nước đó đã trở thành các nước xã hội chủ nghĩa đâu. Thì ngày nay cái sự xuyên tạc hay có thể nói rằng là những cái điều mà không đúng về sự thật ấy thì nó lại vẫn tiếp tục. Ví dụ như là trong một cái cuộc điều tra của một cái viện nghiên cứu độc lập ấy, thì người ta cho rằng là có tới 24% số người được hỏi ấy, thì không biết được rằng ấy là ai đóng vai trò quan trọng trong cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, trong cái cuộc chiến chống phát xít. Điều này rõ ràng là một cái sự mà có thể nói là không đúng với sự thật, hay có thể nói là sự xuyên tạc sự thật. Rất nhiều cơ quan, rất nhiều cái phương tiện thông tin từ phía phương Tây đều cho rằng là không phải Liên Xô, cho rằng là Mỹ rồi thì Anh rồi thì Pháp và các nước đồng minh khác mới là đóng vai trò quan trọng. Họ nhấn mạnh rất nhiều tới gọi là cái việc mở mặt trận thứ hai trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, tức là vào năm 1944. Thì họ cho rằng là cái việc mở mặt trận thứ hai, tức là khi mà Mỹ đổ bộ lên cái bán đảo, lên cái vùng Normandy thì mới đóng vai trò quan trọng trong cái việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái điều đó không đúng với sự thật lịch sử một chút nào. Lý do làm sao? Lý do là chúng ta cứ nhìn thấy là mặt trận Xô Đức, tức là mặt trận phía đông ấy, mặt trận giữa Liên Xô và Đức mới là cái mặt trận chính, đúng không? Bởi vì ở đó quân đội Đức thiệt hại nhiều nhất, nặng nhất. Nếu mà quân đội Đức không bị thiệt hại ở đó thì làm sao có được cái chiến thắng này? Chúng ta nhớ là người Đức mất khoảng chừng 14 triệu quân, 14 triệu người tất cả. Thì ở mặt trận phía đông, mặt trận Xô Đức là mất tới 10 triệu. Tức là gần như là tuyệt đại đa số quân đội Đức là bị thiệt hại đó chứ. Thì đấy mới là một cái con số mà có cái tính gọi là xác thực cao nhất. Hay là chúng ta thấy rằng là Liên Xô phải là cái nước mà có thể nói là đóng góp hay là bị hy sinh nhiều nhất. Hy sinh nhiều nhất. Vậy. Tức là trong số về chúng ta thấy là 70 triệu, trên dưới 70 triệu người bị thiệt mạng. Thì Liên Xô đã thiệt hại tới 27 triệu. Gần 30 triệu. Vâng, gần 30 triệu, tức là cũng tiếm tới gọi là gần như là một phần ba hơn một phần ba. Thì rõ ràng rằng những cái hy sinh, những cái mất mát và đặc biệt cái đóng góp, chúng ta nhớ là phải sau cái trận chiến gọi là ở Leningrad. Đúng rồi. Dạ. Thì cái cục diện chiến tranh mới bắt đầu xoay chuyển, từ cái thế gọi là phòng thủ mới chuyển sang cái thế gọi là tấn công, đúng không? Và rõ ràng quân đội của Liên Xô là người cuối cùng cắm cái cờ trên cái tòa quốc hội của Berlin ở Đức. Cũng không phải là Liên Xô thì là ai khác,
mà đã đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật. Của Nhật Bản, đúng không? Dạ. Với những cái gọi là lý lẽ như thế hoặc những số liệu như thế thì chúng ta thấy rằng rõ ràng những cái lời xuyên tạc kia chỉ cố tình ấy, là làm giảm đi cái sự đóng góp của Liên Xô, hạ thấp cái uy tín và vị thế của Liên Xô. Đấy, và vì vậy thì có thể thấy là người ta gieo rắc trong nhân dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng về cái gọi là vai trò của các cái nước phương Tây, đúng không? Và như vậy thì thực sự nó không phải là lịch sử. Ở đây chúng ta chỉ muốn là cần phải tôn trọng lịch sử một cách khách quan nhất. Chứ còn thì mọi cái sự ngụy tạo hay là mọi cái câu chuyện dựng lên thì tôi nghĩ rằng cũng khó có thể tin và cũng khó có thể đi vào lòng người được. Vâng ạ, cũng trong bài viết này thì Tổng thống Putin đã khẳng định là nước Nga vừa phải tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ sự thật lịch sử về chiến tranh thế giới thứ hai, vừa phải chuẩn bị tiềm lực quân sự để sẵn sàng làm thất bại mọi toan tính của một số nước đang mưu toan xâm lược nước Nga. Trước đó thì ngày 2 tháng 6 năm 2020 thì Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh công bố chính sách răn đe hạt nhân mới của Liên bang Nga. Vậy thì những cái tuyên bố và hành động này của Nga đã thể hiện điều gì, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn? Ngày 2 tháng 6 năm 2020, như MC đã nói, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh công bố chính sách răn đe hạt nhân. Ông nói rằng là Liên Xô, nước Nga không đánh phủ đầu trước bất cứ một nước nào cả. Nhưng mà phản ứng tức khắc có hiệu quả. Và có thể nói không có một lá chắn phòng thủ nào chịu được sức tấn công hạt nhân và những đầu đạn hạt nhân và tên lửa của Nga cả. Mặc dù Mỹ bây giờ mười mấy năm Mỹ rất cố gắng nghiên cứu về tên lửa để phóng những con tàu của mình, nhưng Mỹ vẫn cho đến năm 2019-2020 vẫn còn mua tên lửa của Nga, RD-80 chẳng hạn. Sắc lệnh công bố răn đe hạt nhân này là một lời cảnh tỉnh cho những cái đầu nóng không được đồng chạm đến nước Nga. Nước Nga kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của mình. Và nước Nga cũng sẽ không cho phép ai đó gây hấn chiến tranh. Và nước Nga phải là một thành trì hòa bình. Như vậy là gì? Nước Nga hiện giờ đang phải lo hai việc. Một mặt phải phát triển kinh tế. Để sao cho thực hiện được cái nguyện vọng của họ, và họ nói công khai, trong một thời gian ngắn nữa, họ ở top 5 kinh tế của thế giới. Hai, họ lại phải dành cái số tiền tiết kiệm được để phát triển củng cố quốc phòng, để làm thất bại mọi những cái toan tính của ai đó nhằm tấn công xâm lược nước Nga và gây bất ổn ở nơi nào trên thế giới. Và người Nga phải cho thế giới thấy rằng không chỉ họ bảo vệ những thành quả của Liên Xô để lại, mà họ còn phải là điểm tựa tin cậy cho hòa bình, cho ổn định của thế giới. Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, bối cảnh của thế giới ngày nay thì có những cái điểm gì tương đồng với thế giới cách đây 75 năm và nó có tiềm ẩn những cái nguy cơ và những cái thách thức gì ạ? Cái bối cảnh lịch sử của ngày nay với 75 năm trước đây thì chúng ta thấy vẫn có một số điểm tương đồng. Thứ nhất đấy là ngày nay, trong cái thế kỷ 21 này, ở thời điểm hiện tại vẫn có rất nhiều biểu hiện của cái gọi là chủ nghĩa phát xít mới, đúng không? Đấy, cái lực lượng này vẫn đang hiện diện ở một số nước phương Tây. Đấy, rồi thì cái tư tưởng gì? Tư tưởng gọi là bài ngoại, cái tư tưởng gọi là hận thù, tôn giáo sắc tộc nó vẫn hiện diện ở nơi này, nơi kia. Thứ hai là cái gọi là sự cọ sát về mặt chiến lược giữa các cường quốc. Đấy, sự muốn vẽ lại bản đồ thế giới, muốn thiết lập lại một trật tự thế giới. Chúng ta biết rằng là các nước như Đức, Ý và Nhật là những cái cường quốc gọi những nước tư bản mới. Sau đến chậm thì toàn bộ thế giới lúc đó đã bị Anh, đã bị Pháp và các nước gọi là phương Tây khác người ta áp đặt rồi. Và chính cái sự cọ sát đấy, trước hết là giữa hai cái lực lượng đó, nó đã châm ngòi nổ cho một cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Thì hiện tại vậy, bây giờ chúng ta cũng đang chứng kiến sự trỗi dậy của những cái nước lớn đấy, muốn lật lại, muốn vẽ lại bản đồ thế giới đấy, muốn thiết lập lại một cái trật tự thế giới mới. Tất nhiên là chúng ta không đi theo cái quan điểm gọi là thuyết âm mưu như thế, nhưng mà những biểu hiện như vậy cũng cho thấy rằng là sự cạnh tranh đấy, sự đối đầu giữa các nước lớn có thể sẽ dẫn tới những cái cuộc xung đột, hay là những cái xung đột nhỏ như là giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn đã nói, ở đâu đó
nó không có khả năng ngay lập tức bùng nổ, nhưng mà có thể sẽ là những cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm, tức là những cái nước nhỏ, những cái xung đột nhỏ đó có thể bị các nước lớn gọi là can thiệp vào, dung túng, thế rồi ủng hộ. Thì từ những cái mồi lửa rất là nhỏ có thể biến thành những cuộc chiến tranh lớn. Thì tôi nghĩ đấy những cái điểm tương đồng rất rất rõ ràng giữa gọi là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau. Vâng ạ, vậy thì với những cái bài học từ quá khứ thì theo hai vị khách mời, thế giới ngày nay thì cần đề cao và tôn trọng những nguyên tắc, giá trị nào để giữ vững hòa bình và ổn định ạ? Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh ạ. Vâng, chắc chắn rồi. Thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều bài học hay có thể rất nhiều điều chúng ta rút ra, nhưng có lẽ là cái giá trị quan trọng nhất đấy là giá trị hòa bình, đúng không? Vâng. Một nền hòa bình vĩnh hằng, vĩnh cửu cho nhân loại là cần phải được truyền đạt đi khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên muốn có hòa bình thì phải làm gì? Thì tôi lại nhớ tới cái câu ngạn ngữ Latin. Đấy, câu này nếu vừa mới nói ra thì có rất nhiều người chưa đồng tình. Muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa rằng là chúng ta phải xây dựng cái sức mạnh quốc gia, phải tạo nên cái sự tự tôn quốc gia. Nhưng mà từ đó cũng là để răn đe các cái quốc gia khác, để cho các quốc gia khác thấy rằng cái việc chạy đua vũ trang là vô cùng nguy hại. Cái việc mà chuẩn bị cái lực lượng quân sự đấy, nó không thể giải quyết được vấn đề một cách tận gốc. Đấy, và vì thế thì cái điều mà cái câu ngạn ngữ Latin muốn gọi răn dạy, khuyên nhủ chúng ta đừng phát động hay đừng chạy đua các cuộc chiến tranh. Muốn như thế phải từ rất sớm và từ rất xa rồi. Chúng ta phải bảo vệ cái nền hòa bình này. Và cái nền hòa bình này nó có giá trị rất rất to lớn đối với tất cả nhân loại. Vâng ạ. Thế còn ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn thì sao ạ? Tôi cho rằng cái câu giáo sư Minh nói về cái ngạn ngữ Latin ấy hoàn toàn đúng. Và người ta còn nói thêm nữa là gì, là muốn có hòa bình ấy thì phải chuẩn bị chiến tranh. Có nghĩa là gì? Tôi không gây chiến, nhưng tôi sẵn sàng đối mặt với nó. Và cái ý thứ hai trong cái câu tiếp theo đấy nữa là gì, là tấn công là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Tất nhiên có thể có những người không đồng tình, nhưng mà rõ ràng là chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Chúng ta càng nhân nhượng thì kẻ thù có thể lấn tới. Vì vậy là chúng ta phải chuẩn bị thôi. Tất nhiên không phải ai cũng đồng tình quan điểm như tôi thì mình vừa nêu, nhưng mà quả thực trên thực tiễn là nó như vậy. Cái thứ hai, giá trị hòa bình, tôi đồng ý với giáo sư Minh, đấy là giá trị cốt lõi, cốt lõi nhất của xã hội loài người. Giá trị thứ ba nữa là giá trị gì? Tôn trọng lịch sử, tôn trọng lẫn nhau trong cách đánh giá công lao của mỗi quốc gia. Cho nên tôi cho rằng phải thừa nhận lẫn nhau những công lao đóng góp, và không được phủ nhận một quá khứ lịch sử đúng đắn của bất cứ một quốc gia nào, một dân tộc nào. Bởi vì bóp méo lịch sử, phủ nhận lịch sử, phủ nhận một quốc gia nào đó là không đúng đạo lý, mà bóp méo nó thì là còn vi phạm đạo đức. Vì vậy tôi cho bài học, như tôi đồng tình với giáo sư Minh, hòa bình, tôn trọng lẫn nhau và bảo vệ cái giá trị hòa bình đó trong cái thế giới thế kỷ 21 này. Vâng ạ. Nhưng mà có lẽ còn một ý nữa, chắc chúng ta cần phải rất chú ý tới việc cái gọi là tăng cường cái chủ nghĩa đa phương. À vâng, đặc đúng biệt ạ. Là phải củng cố các tổ chức quốc tế như là Liên Hợp Quốc. Vâng. Bởi vì Liên Hợp Quốc chúng ta thấy là xuất hiện sau Chiến tranh Thế giới thứ hai mà. Vâng. Đấy là tổ chức mà có cái tầm toàn cầu và phấn đấu vì cái mục tiêu hòa bình. Vâng. Cho nên tất cả các quốc gia tôi nghĩ là cần phải hợp tác. Vâng. Đồng lòng chung sức ở trong cái tổ chức quốc tế lớn nhất là Liên Hợp Quốc. Dạ, cũng vâng. Như các cái tổ chức quốc tế khác. Dạ, đúng ạ. Tránh cái chuyện là chủ nghĩa cường quyền, dạ, chủ nghĩa đơn phương. Đúng. Thì có lúc đó chúng ta mới bảo vệ được. Và Nga đang hướng tới cái chủ nghĩa đa phương ấy. Vâng, đúng. Vâng. Thế như vậy. Vâng ạ. Như thế cho đầy đủ hơn. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia buổi trò chuyện rất là thú vị trong chương trình hôm nay. Cho đến nay thì những thương vong, tổn thất lớn về người và của trong cuộc chiến thảm khốc nhất lịch sử nhân loại vẫn là bài học đắt giá, nhắc nhớ thế giới luôn biết trân trọng và gìn giữ hòa bình. Và khi những bài học của ngày chiến thắng phát xít luôn khắc sâu trên con đường tiến tới của nhân loại như vậy, thì giá trị lịch sử của sự kiện hào hùng này luôn được các quốc gia, các dân tộc bảo vệ và mãi mãi trường tồn. Và chương trình Người Quan sát sẽ được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.